Cảnh báo, có một địa điểm cắt tóc kỳ lạ khiến nhiều người bàng hoàng. Người dân trên địa bàn quận 8 và các quận lân cận vẫn đang bàn tán xôn xao về chi nhánh cắt tóc này, không ít ánh mắt nhòm ngó. Vào ra liên tục là những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, nhưng dù 1.000 đồng địa điểm, cắt tóc này cũng không nhận. Theo điều tra của các cơ quan bên lề, đây là chi nhánh không đồng của Barbershop Vũ Trí. Nơi đây chỉ trao lòng bác ái, không nhận bất kỳ điều gì ngoài nụ cười của những mảnh đời khó khăn. Bà con khu vực quanh đây biết ai có hoàn cảnh như vậy, hãy đưa đến ngay 3131 Phạm Thế Hiền, quận 8 để được cắt tóc miễn phí nhé.